khi bạn đi lên cứu sơ và bạn đi nhoi nhoi thế này là anh lắc anh cố lên anh dài ấy 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 lên đi anh dài ép nó vào đúng rồi ép nó vào mày ép nó vào không cho nó lên hay lắm anh ơi. Em sẽ phối hợp với anh. Em có cam mà không phải lo. Không phải lo, nhoi là nhoi này thì nhoi với chúng tôi đấy. Khi bạn đi lên cứu sơ nhưng mà bạn tầm lái của bọn xe đạp. Anh lắc rồi anh đi hết con mẹ làn luôn. Anh chơi chất vãi trưởng. Cờ cài cờ rui 20 cây rồi. Mày có lên mất. Đấy, phanh lại đấy. Ấy, ý là gì mà lại. Ý, lại nhoi. Lại chết này, nó nghe nào. Úp ô đi anh. Úp bô nó đi. Đéo nhoi được để úp bô nó. Đã nó phát luôn rồi. Ý không anh ơi. Chết ông này. Ông này ông đang tìm cách ấy. Cái mẹ ông đang tìm kế ông lên. Ông đéo yên, để yên rồi mà. Đấy, đấy, đấy. Mà em nó vào. Lại, ấy, lại ta đâu. Ta đấy. Ta cho nó phát đấy. Ta cho nó phát đấy. Nó em lại đi đi. Nó không ép lại nó chết tôi làm được nó bé tin mẹ mày ép này thì ép nào nhau đi vào đi anh ơi tạt phái anh ơi đéo có láo nào đi đi em nhoi lên à mẹ mày đi ngu này anh em hội đồng mà chết thôi thanh niên nhoi đi xe đẹp mà ngu. Ông sẽ đi rất là chậm, ông này đi chắc cái cruy 15 cây một giờ. Để ông dập cho thằng cruy này. Đánh chứ giờ này. Đấy, ý là hãm lại đi Hùng ơi đấy. Không nhoi được đâu anh ơi. Bảy binh bố chặn hết rồi. Ta đi đúng làn này có lấn làn đâu anh. Rồi ngoan rồi, sáng ngoan rồi. Ngoài là che là cái rồi. Che làm sao được. À, anh cơ được anh. Nó ngoan rồi. Ngoan. Nó giúp ví mình sao rồi. Ngoan như người nhoi thì đéo. À, thoát rồi. Được 30G cứng. 30 chuẩn đấy. 30G thì nháy đèn quả. Lai sư. Lai anh ơi. Như chó con này. Bên này có cam này, ngoài ngay. Nó đi làn này nó bị phạt vỡ mồm rồi. Chẳng qua là không có công an mà. Nó phạt nguội chết mẹ mày. Đi được nhưng đừng có đi tạt đầu người ta. Không ai cho đi làn khẩn cấp này cả đợt vừa rồi nó đã dẹp rồi. Tức là nếu mà đi bình thường cứ đi.